cặp mé. Con cặp mé ha. Dạ. Lúc đó cha em bắt đầu nhảy xuống hay sao? La là lên la đi chú ta chú ạ. Anh ơi tiếp thấy tiếp tiếp anh. Giờ anh ở đây nè. Trời cứ đi qua thì dập. Cứ bả không xuống kinh, không xuống lợi. Qua xong cái gần hơn nửa kinh à. À, xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Thì hôm nay là đang có mặt tại Hậu Giang để chia sẻ cho quý cô chú anh chị về một câu chuyện của một cặp vợ chồng. Không may, người vợ không may rơi xuống sông. Người chồng thấy vợ mình rơi xuống thì cũng nhảy xuống để cứu vợ mình, nhưng không may thì người chồng cũng không qua khỏi luôn rồi cả nhà. Thì hiện tại là đến đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình. Thì hoàn cảnh cụ thể như sau thì là mời cả nhà cùng theo lại để gặp gỡ trực tiếp những người thân trong gia đình nha. Khổ lắm cô. Sao nhà cô? Của anh chị là như thế nào cô? Nhà thì dầu có trơn luôn, tiếc nhà luôn. Nó dầu có trơn. Nó con nó lên. Nè con hỏi cô nữa. Cô này hai vợ chồng này là một người bình thường, một người không bình thường hay như thế nào cô? Là anh Lê là bình thường nha. Vợ bình. Dạ. Thì trước đó cho con hỏi cô hàng xóm thì cô có biết là chị có đi bắt con này con kia hay là bị kiểu như là mình tâm linh đó cô? Là rồi dẫn đến sự việc mà nặng đi như vậy không? Thì con có nét chưa trước mấy ngày trước thì con nghe nói là lên đốt nhà gì tùm lum rồi cô. Ờ. Ở đâu cô? Đốt nhà rồi cô. Rồi, ủa sao lên được? Được. Ừ. Rồi. Thế hả? Từ ấy là lên đường đốt nhà luôn. Chị sao lên đường nào ta? Nhà này đâu có chỗ nào để lên đâu. Đường nào lên? Trời đất ơi. Ừ. Leo lên bẻ dừa. Ừ. Cái dừa cái nhà. Mà từ ở dưới đây không có đường lên mình đi lên được cây dừa. Chỉ bự con không cô? À, chỉ... Nhớ con nhớ con. À lúc đó là buổi sáng hay buổi tối gì cô? Buổi sáng. Buổi sáng ha. Ừ, sáng buổi... rồi nó lên rồi đó. Cô là chị hay là em của anh Văn Lê? Tôi chị ruột của Văn Lê. Chị ruột của ruột ha. Dạ. Rồi giờ khổ quá ha. Khổ bây giờ. Nhà đâu có đất trồng vườn trồng cây gì hả con? Nó dạ. Cái nền nhà rồi ha. Nhà thì giờ có trơn rồi, bây giờ thờ cha thờ mẹ này không biết cũng sao nữa đây. Dạ. Khổ cũng khổ lắm mấy cậu, nhà tên một cái trơn ha. Dạ, mấy cậu giúp đỡ rồi cho cháu tôi được khỏe mà phần nào cũng đỡ. Dạ. Hai đứa cháu của cô như nó cháu trai thì công việc nó cũng không được ổn định phải không cô? Với hình như là con thấy nãy giờ con nói chuyện với nó như cái tâm lý của nó cũng không được bình thường đúng không cô? Bị mẹ vậy rồi cha vậy nó thành ra cũng mất cái ốc dạ. Cũng hơi buồn mất cái nhớ dạ. Dạ. Nhưng mà bình thường là có bình thường như bao nhiêu người khác không? Trăm trăm không? Nó cũng bình thường mà từ lúc này nó làm bệnh sốc quá hả cô? Sốc đó. Với con thấy nó có vẻ nó chậm hiểu á, nó hơi chậm hiểu chút xíu. Chậm hiểu. Dạ. Nó chậm hiểu. Cô thì anh Văn Lê là em của cô và anh Văn Lê thường thường á cô là ảnh ảnh đi làm, ảnh nuôi cả gia đình vậy luôn hả cô? Ừ, đi làm một tháng hai tháng nó kêu về rồi. Về không được lâu thì đi nữa vậy đó. Mà cái sức khỏe của ảnh hình như cũng không được tốt đúng không? Ừ, được tốt. Cũng già rồi, cũng năm mươi mấy rồi. Dạ. Hôm cho con hỏi thêm một chút nữa là cái gia đình mình là thuộc người đồng bào Khmer. Đồng bào Khmer. Dạ. Vâng thì bởi vì con thấy là kính chào quý vị khán giả và các bạn đang xem trên kênh YouTube của các anh em à. Thì bây giờ là trước mặt quý vị khán giả đây là hai người con ruột của gia đình anh Lê cùng với một bé bên đây đó là cháu. Cháu ngoại. Cháu ngoại. Cháu ngoại hả? Rồi anh xin chào em nha. Thì nghe chia sẻ của hàng xóm đó là cái ngày hôm mà xảy ra cái sự việc á là có em
đúng không? Đúng. Cùng với ba và cái người hàng xóm đó đi vớt mẹ của em hả? Đúng rồi, là người, em có người xóm là người chú. Một người chú hả? Bây giờ em kể lại cái sự việc sáng ngày hôm đó giùm anh được không ạ? À? Sáng hôm đó thì em cũng nghe người ta điện lại qua chú ba bác hai con sao hay lưng. Nhưng mà bác hai điện qua chú Tám, rồi chú Tám nói ơi, vợ anh ở gần bên bển á, la làng ra xóm bển á. À. Chạy qua bên chú Tím bển, hỏi chú Tím có thấy mẹ con ở đây không? Nói, mẹ con giờ qua bên nhà Kính Thanh, nhà Tám Tanh gì Tám gì bển á. Thì nói là gần chạy xe qua đó. Nhưng mà thấy Tím một lần rồi không thấy. Tím một lần không thấy, rồi sao nữa? Nghe mà nghe là mình nghe bà cô nói là bà có vô đây nhưng cho làm ly đưa nước đá lên ly chợ đường gì đó thì cho bà uống rồi từ nhưng bà đi xuống kinh nhá, xuống chỗ gần nhà ấy vô kinh nữa mấy sông nữa thì vô đó thôi có thấy mẹ ở đó không? Nói là, không thấy mẹ thấy ai vô đây hết trơn á, thấy gì là thấy đường mòn đường chắc bà đi đường này rồi cứ đi vô đường đó, vô một lần rồi không thấy, rồi lần hai nóng ruột quá chắc bà gần đó thôi cũng chạy lên lần hai kiếm bả, chính là không ghé vô nữa mà tự nhiên mà dập xe của chú á, của hai chú và cha đó thế gì đắp vô kiếm lần nữa, chú nói giờ hai chú cháu đi kiếm đi con đi qua đi chú, thì chú thấy gì là chú đi rồi nhưng mà đi chung chú mà giờ đau đây đâu đi lại chú, nhưng mà vẫn đi nhắc bài vậy đó, đi rồi thì cha ở sau lưng kiếm về em thì đi chính cửa. Rồi chú là đi chốt ngoài rồi chứ chắc không nghe nữa, rồi thấy gì là thấy mẹ nhưng mà mẹ ở đây nè, chú đó mẹ đang làm cái gì? Mẹ đang cặp mé lá đó chó bả xuống lội á, chú là đang bơi cái vùng đang bơi dưới sông đúng không? Không, bả cặp mé còn cặp mé hả? Dạ. Lúc đó là cha em bắt đầu nhảy xuống hay sao? La làng lên la đi chú ta chú ạ, anh ơi tiếp thấy tiếp anh, dạ anh ở đây nè, rồi cứ đi qua dập cứ bả phóng xuống kinh phóng xuống lội qua xong cái gần hơn nửa kinh à không xa đâu, cũng 20 mét thôi, không xa đâu, là cha em phóng xuống trước, cha nói cha dò ra được, cha đừng có phóng, mẹ từ từ mẹ lội ở bển có đống trà bển rồi cũng gần mà qua tới trong cái đâu cũng gần mà. Dạ, thấy vậy bà ông nói ông nóng ruột quá ông phóng xuống luôn. Dạ. Rồi khi mà em thấy ông phóng xuống rồi em làm sao? Em thì giờ đau cũng phóng xuống trời đạp không nổi. Tức là cha vừa phóng xuống là em có phóng xuống liền hay sao? Cha phóng xuống là cha đừng lội nữa, kêu cha quay lại mà cha không quay. Rồi cha thấy tới gần mẹ rồi thấy vừa thấy gần mẹ mà chưa tới nữa biết nữa, nhưng mà đang lấy đồ trong túi ra để tới trời nữa. Trời lội nặng quá, tại lội nổi chứ lột đồ ra. Vừa lột đồ ra thấy cha với tay tức quá, phóng xuống liền. Em phóng xuống luôn? Phóng xuống. Rồi khi mà em phóng xuống em có bơi được tới cái chỗ của cha và mẹ của em không? Tới chứ được gì nữa là thấy đuối rồi. Em thấy đuối rồi. Dạ. Cho anh hỏi nè, mẹ em là cái người biết bơi đúng không? Biết bơi. Cha biết bơi không? Biết mà nhưng mà giò đau. Giò đau thôi. Dạ. Rồi em cũng là một người biết lội, biết bơi rồi đúng không? Khi mà em ra tới cái chỗ mà cắt cha em bao nhiêu mét mà cha em chìm xuống luôn? Khoảng 50 mét đó không? Tại vì còn lội chưa tới mấy thôi, tại vì ổng là nước trôi tới bờ, đi xa lắm mà tới mình thấy đi ra đường này thấy nửa kinh thiệt mà ổng trôi dài. Không, lúc té là chợt ở trên bờ sông xuống hay là từ cái cầu xuống hay là như thế nào? Ổng bơi mà. Vậy đầu tiên là ổng bơi ngay thôi, vậy từ ổng lội thấy mẹ không thấy mẹ nữa, mẹ chắc tìm nơi nào mình không biết nữa, tại mình quay qua thấy hết mắt thấy mẹ rồi, hết thấy mẹ luôn rồi. Rồi còn thấy cha giơ tay em thôi, lúc mẹ em trôi gục em đầu em bơi ra nhìn bài em đuối luôn, em cũng không xuống mà tới đâu em biết thấy là chú tắt chú em lôi em lên, em tỉnh hơi lơ lên thấy tỉnh vừa quay ra lại thấy cha nữa cũng buồn tức quá tức. Đó là em cũng làm mệt như là em ngất xỉu đó luôn rồi đúng không? Ngất xỉu, hơi ngất xỉu, chân ngất xỉu rồi đó. Bơi xe quá dễ bị giật bẻ thôi. Và cho anh hỏi nè, buổi sáng ngày hôm đó thì nước nó lớn không em? Tiếc không? Cũng nhìn trong giữa sông cá nước lớn nước lên thì em cũng không biết nữa. Thấy là nước cũng trôi dữ lắm. Theo em nghĩ một cái người bình thường mà biết bơi nhảy xuống đó bình thường có sao không? Em cũng không biết nữa, tại vì thấy nóng ruột quá.
ống ruột có nhảy xuống rồi cứu, nhưng mà cuối cùng mày không may là không ra đó. Cha mẹ em mà không qua khỏi, còn hên là cứu được em đúng không? Rồi cho anh hỏi nè, thì anh cũng có nghe chia sẻ lại á, là hình như mẹ em là cái tâm lý dạo gần đây có vấn đề đúng không? Đúng rồi. Là em có thể mà kể lại cho anh nghe được những cái biểu hiện của mẹ em ra sao không? Có. Trong những cái ngày trước đó, nằm lúc ban ngày ban nửa đêm thì nói lần bà thấy ai thuốc bả, phải là thuốc thịt thuốc á, nhưng mà thịt thuốc vô mắt bả cay á, bả sợ bả. Mỗi lần 11 giờ lúc là 11 giờ, không sao, 11 giờ chỉ là biết đường chạy thôi, kiếm đường chạy thôi. Rồi sáng nha thì biết cay, gần sáng mới cay, cứ giấc khuya là chạy. Dạ. Mà bị giấc khuya dần một rồi. Dạ. Bị bao lâu rồi? Cũng ít đây thôi. Lúc mà trước đó thì có cô có gặp vấn đề gì đó để mà xúc phạm ai không? Không. Tại vì em cũng lên làm trên Bình Phước á. Tại vì bà nó bả bệnh đi còn làm viện cũng từng à. Em mới về. Nó bà mẹ bệnh nặng lắm con ơi. Thấy mẹ nặng bệnh gì? Mẹ ở bệnh viện mẹ bị bệnh đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà cô là thường thường bệnh nhưng mà vẫn kiểm soát, không có đi bậy đúng không? Đúng rồi. Không có đi bậy, vẫn đi làm được bình thường. Đúng. À, rồi chú cũng vậy đó ha. Dạ. Mẹ em làm nghề gì em? Bà ở nhà chứ chăn nuôi thôi. Chăn nuôi đâu thôi. Làm dạ. Còn ba em làm nghề gì? Ba em thì không có lúc ổng làm được, có lúc đầm không được thì đau vô đầu gối. Bị đau đầu gối. Bị làm mổ mà chưa được mổ nữa. Cái cuộc sống của gia đình mình là ba mẹ em thì ở đây, còn em đi làm ở trên Bình Phước ha. Dạ. Còn cái bé gái này có đi làm gì không em? Lúc trước thì còn học, bây giờ nó nói là em chắc em nghỉ học rồi. Sao vậy? Sao nghỉ học? Không biết nữa, sao em chị? Em đang học cái lớp mấy? Sao mà nghỉ học? Sao mà nghỉ học? Nói nghe coi. Sao em nói lớn cho anh nghe nè, sao? Vì sao không có tiền như thế nào? Mua nhà cho mẹ. Muốn giúp cho cha mẹ thôi hả? Mà em nghỉ học bao lâu chưa? Cũng dán dán học lớp 9. Lớp 9 thì sao mà nghỉ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Không biết rồi. Thì đúng rồi, năm nay vừa hết lớp 9. À vừa hết lớp 9 là nghỉ học ha. Là muốn phụ giúp cho cha mẹ. Em thấy cái sự việc mà từ hôm qua đến giờ em có là cái người mà ở nhà chứng kiến không? Em có đi. Em có đi luôn hả? Khi mà em tới hiện trường thì em thấy làm sao, em kể anh nghe coi. Em đi lúc mà em gì đó là cha kêu là đứng đây đi, đứng ngay cái cầu đi, xong cha chạy đi kiếm mẹ. Rồi xong cái tí nữa chú anh nó chạy qua đây nè, rồi xong tí nữa em nghe chú anh ơi, cha kêu cái gì mà anh ơi cứu thì chờ giúp. Xong cái đó là xong cái chạy qua đó thì thấy cha đang chạy xuống giúp mẹ. Rồi xong cái cha kêu về báo cho anh em đi. Ừ, đi đó thì nghe chú anh nói là cha chìm với mẹ chìm rồi. Ở nhà em có thường hay nói chuyện hay là gần gũi mẹ của em không? Dạ có. Mẹ em có những cái biểu hiện đó là nhà mình phát hiện bao lâu rồi? Dạ gần hơn tuần. Hơn tuần. Ngoài cái biểu hiện ra nói người ta thuốc, mà người có hay nói nhảm hay là trốn đi đâu đó không? Hay trốn đi đâu đó lắm hả? Thường thường là trốn đi đâu? Trốn đi vòng vòng nè, lúc lần đầu là trốn đi qua bên sông kia. Dạ. Cứ đi thường đi ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Cứ ban đêm là bỏ đi vậy hả? Còn gia đình mình có tìm cách để mà trị bệnh cho mẹ không? Tại vì nghe đầu tiên là nghe cứ lắng nghe chó sủa ở đâu là chạy tới đó. Mẹ em đó hả? Không, em với trai em. À tức là mẹ em trốn ban đêm, bởi vậy khi mà nghe tiếng chó sủa đâu rồi đi kiếm ở chỗ đó. Em trốn, anh đi tìm đến qua bên bển, rồi qua kinh qua tới bển nữa, nhiều chỗ qua hết cái đường kinh này luôn. Chạy vòng qua. Từ bữa giờ khi mà mẹ em phát bệnh thì bỏ đi bao nhiêu lần em nhớ không? Chỉ có một lần đầu đó, lần này lần thứ hai mới mất luôn. Lần thứ hai là mất tích luôn ha. Mất là đi là chết đuối luôn. Tức là buổi sáng ngày hôm đó là em với cha em là đi kiếm giống như dạng đi kiếm trong vô vọng thôi. Nhưng mà vô tình là phát hiện mẹ em ở dưới sông đó, ở dạ. cái mé sông đó. Không, ở cặp mé bờ thôi, nhưng mà cặp mé lá mà. À, tức là vẫn cặp mé bờ. Dạ. Rồi bắt đầu là cha em thấy sốt ruột quá rồi bắt đầu đẩy xuống. Kêu, chắc bà ông bà kêu, em nghe kêu là kêu cha em, cha mẹ ở đây nè, là bà chắc bà biết bà hay. Bà thấy chắc sợ quá, bà cũng hơi ấy nữa. Lúc đó mẹ em có nói cái gì không hay cứ cha em nói không? Sợ thôi, biết sợ thôi. Sợ hả?
Ồ, chắc là mẹ mà có những cái biểu hiện về cái vấn đề tâm lý rồi, với có thể rằng bị tâm thần đó, tâm thần rồi. Hồi xưa giờ mẹ em bệnh vậy là có uống thuốc gì không? Uống nhưng mà không chịu uống. Không chịu uống hả? Có thể là là do thuốc, một phần không uống thuốc nặng hơn rồi dẫn đến sự việc vậy. Không, là có lần đầu đi bơi vào bệnh viện một lần cũng như đơn ở đâu uống đâu chích, không cho chích. Không chịu luôn hả? Vô nước biển cũng không cho vô. À, là bị sao, sợ hay sao? Không biết, nhận chửi bác sĩ luôn mà. Ừ. Bé này là sao? Cháu ngoại. Cháu ngoại. Cháu ngoại cũng là cháu nuôi, là mẹ nuôi nữa. Tại vì đầu tiên nó sinh mẹ, sinh chị là chị gái của em, là sinh gái đầu mới sinh được em. Bà sinh đầu tiên một năm thì có em. Ừ. Rồi sau này để ra nhỏ này, gái chồng cũng để ra nhỏ này, tự nhiên bỏ anh. Em cho anh hỏi, cái ngôi nhà mà đang làm tám là cái ngôi nhà của gia đình mình đúng không? Đúng rồi. Rồi còn bây giờ là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30. Còn bé này mà 14 tuổi, với bé này bao nhiêu tuổi? 11. Bé này có đi học gì không? Có. Vẫn đang đi học lớp mấy? Giờ sao đây? Rồi, bây giờ là cha mẹ mất đi rồi, thì bây giờ là anh hai, em là anh lớn cũng phải có trách nhiệm mà nuôi đứa em với đứa cháu nè. Em cái công việc là em làm về cái ngành gì? Là mình vẫn làm nhưng mà bị mẹ vậy cứ xin nghỉ luôn để ở nhà nuôi giữ mẹ. Ừ. Chưa được mà mẹ ra đi rồi. Em nghỉ làm được bao lâu rồi? Mấy tuần, hơn tuần nay đó. Hơn tuần nay. Ừ. Tức là đi về mà hai đứa là cùng giữ mẹ luôn. Dạ. Như là kinh tế của em chủ yếu là phụ thuộc vào công việc của cha mình đúng không? Đúng rồi. Là cha cũng ở nhà nó, bà ổng già, bà ổng đi làm mẹ cứ về bà rồi. Cứ đi đâu chừng nửa tháng, tháng gì bà kêu giờ. Cháu đi làm xa. Rồi thì để anh chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình mình lên mạng xã hội ha. Để cho thí dụ mà có duyên hay là có cô chú anh chị nào giúp đỡ cho gia đình mình thì giúp ha. Em tên gì nãy anh quên hỏi tên em rồi. Danh Lượng. Danh Lượng. Còn danh bé lượng. Bé tên gì em? Cẩm Duyên. Cẩm Duyên ha. Còn thì Cẩm Duyên. Còn bé nhỏ này tên gì? Thì Mỹ Duyên ha. Rồi thì gia đình của anh Danh Lê đúng không? Với mẹ tên là Thị Liên. Thì hai người là trong cái lúc mà chị Thị Liên bỏ đi rồi không biết sao mà chị xuống sông rồi anh Danh Lê cứu, nhảy xuống cứu sao mà không thành công, và cuối cùng gần hai vợ chồng cũng ra đi mãi mãi rồi quý vị. Thì bỏ lại hai đứa con với một đứa cháu ngoại nuôi nha, là tổng cộng là ba người. Bây giờ công việc là của ai, các cháu thì cũng không có làm được cái điều gì rồi. Thì em chỉ muốn chia sẻ cái video trên mạng xã hội để cho quý cô chú anh chị được biết cái câu chuyện đau thương tại tỉnh Hậu Giang nha. Rồi, cảm ơn mình, em bắt chiều ha, đi vào trong. Đây là cái ngôi nhà.